thị trường của chúng ta khi hồi phục về đỉnh thì đã có hai phiên trứng lại đã tăng sau một cái đà hồi phục rất là dài thì có nhiều anh chị là hiện tại vẫn đang hơi lăn tăn cũng như là cũng đang ngại việc là thị trường đang ở đỉnh thì trong video này thì em sẽ chia sẻ góc độ về thị trường là vì sao chúng ta vẫn có thể tham gia mua mới được để kỳ vọng đầu tư trong cái tuần tiếp theo cũng như là những cổ phiếu mà nó có cái điểm vào cũng như là nó đang chuẩn bị cái đà bật tăng của nó thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay Dạ vâng, thêm xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Lê EZT. Ok, trước tiên thì chúng ta sẽ bàn một chút về thị trường. Thì thị trường về đỉnh thì việc các anh chị lo lắng là chuyện cũng rất là bình thường thôi Tâm lý này thì nó là một tâm lý rất bình thường của nhà đầu tư Và đây nó cũng là một cái lý thuyết rất cơ bản thôi Thì cái này chúng ta cũng phải tôn trọng Tuy nhiên ở góc độ ở thời điểm hiện tại về mặt thị trường Thì em đánh giá là cái khả năng điều chỉnh mạnh hoặc là tạo ra một cú sập Hoặc là tạo ra một cái đỉnh hai tạo ra đỉnh hai phân phối ở đây Thì em đánh giá là không cao Không cao các anh chị nhé Bởi vì thứ nhất ấy, là cái việc mà thị trường đi lên cản Uh, có nhịp điều chỉnh là chuyện bình thường. Nhưng thứ hai là thị trường đi lên cả nhưng mà vẫn rất giữ giá, cho thấy được là cái nỗ lực hiện tại cũng như là cái xung lực dòng tiền nó vẫn tương đối là mạnh. Đó, và thứ ba là khi thị trường đi ngang nhưng lại có nhiều cổ phiếu mà nó vẫn tạo ra đà tăng, ví dụ như là chúng ta nhìn thấy nhóm cảng biển. Ví dụ như HAH hôm trước tăng trần hoặc là GMD cũng tăng hơn 1,4%, thì đây là cổ phiếu mà em cũng đã có phân tích cho các anh chị rất nhiều cổ phiếu thì như thí dụ như là dxp vos vsc rồi là rất nhiều cổ phiếu khác hoặc là những nhóm hóa chất như là DG, dgc Đấy, nó vẫn tăng và nhiều cổ phiếu khác nó vẫn tăng những mức rất là tốt tức là thị trường đang đi ngang và đang tạo ra những sự vận hóa đi ngang là gì đi ngang là có cổ phiếu tăng và có cổ phiếu điều chỉnh giảm thì nó mới là đi ngang thế vậy thì cái việc của chúng ta ở thời điểm hiện tại là chúng ta phải tìm là chúng ta nên tìm những cổ phiếu mà nó có dòng tiền vào hoặc là nó có đà tăng rồi thì nó có những nhịp điều chỉnh thì đấy là những cái cơ hội để cho chúng ta tham gia ví dụ như dgc đúng không ạ dgc thì sau mà đà tăng nó có nhịp điều chỉnh hai ở đây thì đây là cổ phiếu mà em cũng đã có phân tích cho các anh chị là chúng ta có thể là mua được cổ phiếu này thì đến ngày thứ sáu thì nó tăng gần bốn ở đây đó khi thị trường đồng thuận sự ưng phấn hoặc đồng thuận giảm thì lúc đó chúng ta sẽ phải cân nhắc rất là nhiều và chúng ta sẽ phải dè chừng nhưng khi thị trường đi ngang mà có những cổ phiếu nó vẫn tăng tốt thì đây không phải là lúc mà chúng ta sợ các chị nhé sợ nó phải là những lúc khác đó thời điểm này thì em đánh giá là chúng ta vẫn có thể mua được thế vậy thì sau đây thì em sẽ chia sẻ cho các anh chị góc nhìn về top những cổ phiếu mà chúng ta có thể cân nhắc tham gia được trong những phiên tới thì đầu tiên em đánh giá là cổ phiếu HT1. HT1. Ở đây là cổ phiếu mà sau cái phiên ngày mùng 5 mùng 6 ở đây thì em cũng đã có phân tích cho các anh chị về cổ phiếu HT1 đấy ạ. Trong cái video là top cổ phiếu chưa chạy chuẩn bị bật tăng thì đây là cổ phiếu mà nó đang tạo ra được một cái mẫu hình một cái mẫu hình cặp nến, đây là một cặp nến là cặp nến no supply 3, tức là cái phiên này là phiên mà gần như cũng không không có cái những cái lượng cung quá lớn đó giá đóng cửa thấp nhất phiên tạo ra một cái nến đỏ và giá đóng cửa thấp nhất phiên nhưng phiên hôm sau thì chỉ với một cái thanh khoản nó rất là thấp ở đây thôi thì cổ phiếu lại tạo ra được một cây nến rút chân khá là tốt như này đây là một cái cặp nến nó báo hiệu cho một cái đà tăng tiếp theo khi mà nó đã có phiên test cung phiên ngày thứ sáu là phiên test cung các anh chị nhé và ngoài ra thì với cổ phiếu HT 1 thì còn một cái luận điểm nữa để cho các anh chị có thể tham khảo được tức là trong cái tuần trước ạ đây, trong cái tuần trước thì em đã có một cái video là top những cổ phiếu chuẩn bị bật tăng thì trong đó là em đã có phân tích về cổ phiếu là PVC và PVB thì thời điểm đó là thời điểm mà cổ phiếu này nó đang ở cái giai đoạn này. Đây, đang ở cái giai đoạn này. Em nhớ là phiên 31 tháng 8 thì em đã có phân tích cho các anh chị. Thì sau đấy thì với cái luận điểm là thị trường hồi phục về đỉnh và nhiều cổ phiếu vượt đỉnh nhưng cái nhóm dầu khí này thì nhiều cổ phiếu chưa hồi phục về đỉnh thì đây sẽ là nhịp mà chúng ta sẽ mua chờ cái nhịp là nó sẽ kéo về lại ít nhất là về đỉnh thì sau đó thì từ từ cái phiên mà em có phân tích từ video em có phân tích thì đến nay thì cổ phiếu nó cũng đã chạy được khoảng tầm là 8 đến 9 phần trăm ở đây tương đối là tốt hoặc là PVB PVB thì chậm hơn PVB thì nó tăng được một mức khoảng tầm là 5 đến 6 phần trăm ở đây thì với HT1 là nhóm vật liệu xây dựng Chúng ta có thể thấy được là nhóm vật liệu xây dựng có Hoa Sen, Nam Kim đều đã tăng vượt đỉnh rồi, Nam Kim tăng vượt đỉnh, Hoa Sen tăng vượt đỉnh thì HT1 là một trong những cổ phiếu mà em đánh giá là nó sẽ đi sau. Thường nhóm xi măng là nhóm sẽ đi sau nhóm nhóm thép các anh chị nhé. Thường là như vậy. Thì HT1 là một trong những cổ phiếu mà em đánh giá là sẽ có khả năng hồi phục về uh, ít nhất có thể là cái khoảng vùng giá 16.7 đến 17 Đấy, trước tiên là là chúng ta sẽ target vùng này thì tương vị đó là cái mức lợi nhuận đâu đó nó cũng sẽ khoảng tầm là độ hơn 10% em đánh giá là cũng tương đối ổn các anh chị nhé. Đó còn với những kỳ vọng xa hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau phải quan sát sau. còn thời điểm hiện tại là thời điểm mà cổ phiếu nó đang tạo ra những cặp nến nó tương đối tốt và nó chưa có nhịp hồi phục về đỉnh thì chúng ta sẽ mua với kỳ vọng là chúng ta sẽ um, chờ cái nhịp nó hồi phục về đỉnh các anh chị nhé. Đó còn các anh chị nào mà chúng ta mua theo những khuyến nghị của em ở trong video tuần trước về cổ phiếu pvc và pvb mà các chị được lãi rồi thì em cũng xin gửi lời chúc mừng tới các anh chị nhé ok cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu của vci cổ phiếu vci à, đây là cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán và khi thị trường của chúng ta tốt thị trường của chúng ta đi lên thì không thể thiếu được nhóm chứng khoán và cũng theo những luận điểm mà em cũng đã có chia sẻ cho các anh chị là khi một cổ phiếu nó có đà tăng Nó đã có đà tăng rồi Thì cái việc của chúng ta mua là chúng ta nên chờ những nhịp điều chỉnh hoặc là tái tích lũy Ví dụ nó tăng mạnh như này chúng ta không mua nhé Ví dụ như là cái phiên ngày 30 tháng 8 là chúng ta không mua Nhưng khi cổ phiếu nó có nhịp điều chỉnh ở đây Nó có nhịp điều chỉnh và nó đang đi ngang với cái von cạn kiệt như này Thì thường thì cổ phiếu nó sẽ còn những nhịp tăng tiếp Và đây là một cái nhịp mà tái tích lũy sau khi vượt đỉnh nó tái tích lũy sau khi vượt đỉnh thì hiện tại nó đã tạo ra được một cái vùng nền tương đối tốt tại cái vùng giá 46, 47 ở đây. Đó thì các anh chị nào mà chúng ta mình chưa có hàng thì các anh chị có thể cân nhắc tham gia đối với cổ phiếu này. Đó, đây là cổ phiếu mà em cũng đã có khuyến nghị cho các anh chị trong um, hệ thống khách hàng là các anh chị có thể mua cổ phiếu VCI ở cái vùng giá là 46, 47 đấy ạ. 46, 47 trong cái phiên ngày thứ sáu vừa qua. Các anh chị nhá, cũng mua Hiện tại thì cổ phiếu nó vẫn đang nằm trong vùng giá mua nên các chị nào mà chúng ta chưa có hàng thì các chị cũng có thể cân nhắc đối với cổ phiếu của VCI các chị nhé Ok, ờ, thứ ba đó là cổ phiếu SELL SELL là cổ phiếu mà em cũng đã có phân tích cho anh chị cũng tương đối là nhiều rồi và bên em cũng là bên mà em cũng đã có khuyến nghị cho các anh chị nhà đầu tư trong hệ thống là mua ở cái phiên ngày mùng 10 tháng 8 ở cái mức giá là 19.6 và tiếp tục mua mở mua mới cho các anh chị nhà đầu tư chưa có hàng ở cái vùng giá 24 ở đây ba lần các anh chị nhé bốn lần rồi thì hiện tại tất cả các anh chị mà chúng ta mua cổ phiếu sale thì đều đều đang lãi và các anh chị nào mua nhịp đầu thì đang lãi khoảng tầm là 40 các anh chị nào mà mua cái nhịp sau ở đây mua nhịp sau thì đang lãi khoảng tầm là 13 ở đây em đánh giá là tương đối tốt và cổ phiếu này thì nó vẫn đang thiếu đi một cái nhịp chạy nước rút sau một cái giai đoạn tích lũy khoảng tầm 8 tháng ở đây và đây nó chỉ là những cái nhịp nhịp mà sau khi cổ phiếu nó tăng thì nó đang có yếu tố tái tích lũy cũng như là nó đang xử lý cái cản tháng 8 năm 2022 và thế giá của nó vẫn là đang là thế giá lên hay chúng ta còn gọi là chen tăng đang trong chen tăng các chị nhé đó thì các chị nào mà chúng ta mà chưa có hàng thì các chị có thể cân nhắc là mua tại cái vùng giá 26 hay 27 bảy uhm, tức là nó không điều chỉnh quá nhiều em kỳ vọng là cổ phiếu này nó sẽ không điều chỉnh nhiều đâu tức là có thể là giá đỏ trong cái phiên tới là các chị cũng có thể cân nhắc tham gia được các anh chị nhé ok Ở ngoài ra thì nếu như mà uh, các anh chị mà cảm thấy yêu thích và phù hợp với những phương pháp mà em đang có sử dụng cũng như là các anh chị mà chưa có cái quá trình giao dịch hiệu quả và chưa biết mua những cổ phiếu nào thì các anh chị có thể là chúng ta sẽ uh, đồng hành về làm khách hàng của em uh, bằng cách là chúng ta sẽ mở tài khoản giao dịch tại VBET hoặc là những cách khác thì các anh chị cứ nhắn tin cho em qua số zalo tại màn hình các anh chị đang xem thì sẽ được em hướng dẫn chi tiết cách cho chúng ta có thể tham gia các anh chị nhé. Ok, một cổ phiếu tiếp theo thì đó là một cổ phiếu thuộc dòng xây dựng thì nó là cổ phiếu hút. ạ Một cổ phiếu nó đang trong trend tăng. Đây vẫn là một cái trend tăng tương đối là dài. Và trong những phiên gần đây sau khi cổ phiếu nó cũng có đà bị rơi theo thị trường thì nó đã có nhịp hồi phục lên và đặc biệt thì cái cây von này là một cây von bán lớn Cây von bán lớn mà cổ phiếu sau đấy nó tăng vượt cái cái von bán lớn với cái sự hoảng loạn trong phiên ngày 18 tháng 8 thì thường đây là một cái nhịp rũ bỏ của cổ phiếu một nhịp rũ bỏ của cổ phiếu các anh chị nhé và sau đó thì cổ phiếu đi về đến cái vùng cản đây đây chính là cái vùng cản đỉnh cũ thì nó đã tích lũy với cái cái von giảm dần cũng như là siết von và được bùng nổ lên với một cái thanh khoản vừa phải đây là một cái yếu tố nó khá là tích cực tức là nếu như một cổ phiếu nó bùng nổ với một cái von lớn quá thì đôi khi nó, nó là không tốt em lấy ví dụ như tiêm phong banh đây các chị thấy sau một cái quá trình mà nó tích lũy đi ngang ở đây đi ngang von rất thấp thì nó có một phiên bùng nổ ở phiên ngày 18 tháng 7 thế nhưng mà cái von này nó quá lớn nó quá lớn cho nó cho thấy một cái lượng cung lượng cầu vào nhiều nhưng lượng cung cũng rất nhiều bởi bình thường cổ phiếu này nó chỉ giao dịch trung bình khoảng tầm là 4 triệu mà hôm đó thanh khoản vào lên tới là 24 triệu tức là cao gấp hơn 6 lần thì thường là nó phải tích lũy lại khá là lâu. Tất nhiên trên của nó thì vẫn có nhưng mà nó nó sẽ cần chờ một thời gian nó khá là lâu. Thì với cổ phiếu của của Hút thì đây là một cái phiên thanh khoản bùng nổ ở mức vừa phải, gấp đôi trung bình như thế này em đánh giá là khá là ổn. Thường thì một phiên nổ nó sẽ gấp khoảng tầm gấp 2 đến 3 lần, khoảng tầm 3 lần là đẹp nhất ba lần là đẹp nhất các anh chị nhá. Thì phiên này là phiên mà nó cao hơn trung bình 20 phiên hơn gấp đôi một chút thì em đánh giá là khá là ổn và xu hướng của nó vẫn đang là xu hướng tăng. Sau khi vượt đỉnh thì cổ phiếu có nhịp điều chỉnh vào ngày 7 tháng 9 ở ở mức trung bình thì em đánh giá là nó rất là bình thường và phiên hôm sau, tức là phiên thứ sáu thì cổ phiếu này nó ngừng cái đà giảm rồi, chứng tỏ là cái lượng cung hàng nó không còn quá nhiều. Anh chị nhá, tức là những cái lượng hàng mà bán ra tại vùng đỉnh này nó không còn quá nhiều cho nên cổ phiếu vẫn giữ giá xanh được. Thì đây là cổ phiếu mà các anh chị có thể cân nhắc tham gia cái giá đỏ trong phiên tới, giá đỏ các anh chị nhé. Nói chung điều chỉnh cũng không phải là quá nhiều thì các anh chị vẫn có thể tham gia được. Ok, ngoài ra thì sẽ còn nhiều cổ phiếu khác tiềm năng nữa thì uh, trong cuối tuần cũng như là các anh chị nào mà chúng ta muốn nhận được thêm những cổ phiếu tiềm năng thì các anh chị cũng có thể nhắn tin cho em qua số Zalo các anh chị nhé. Dạ vâng, thì em cũng xin được kết thúc video tại đây. Thì em xin kính chào quý anh chị nhà tư nhé.